Xin chào cả nhà nha. Bữa nay á thì mình có được hai con cá lóc nè. Này cá lóc đồng nha. Đó, hai con này là hơn ký lận. Cái cá lóc này á thì mình mần rồi. Là bữa nay cái mình làm cái món á là bún nước lèo nha. Với ở đây mình sẵn mình có thêm cái mớ tôm nè. Tôm này mình có ngâm nước đá cho nó còn tươi á. Với bên đây cũng có một dĩa tôm nữa nè, mà tôm này màu đỏ nha. Tôm này ăn nó cay hơn à. Nó con này lên con. Đèn bốc đó, cái con này nó tươi ha. Nhìn thấy nó trong suốt luôn. Với sáng á mình cũng có đi hái thêm được mớ rau để mình ăn với bún nước lèo nha. Ở đây có rau muống với bông súng, mấy cọng luôn Ấy, bóng này đẹp. nè. Đó, thấy không anh lựa thấy không nè, cái cọng này nó mới mập dữ nè. Đó, mấy cái cọng này mình ăn với móng kho rồi, hoa lẩu rồi, ngon dữ lắm. Sao nó có màu đen đen nâu nâu giống em quá vậy? Nào không có, cái Vàng này á. nó dính phèn á, màu vàng nè. Em tưởng nó giống em nha. Với bên đây có mấy cái cọng rau muống nữa nè, đó non chèo luôn à. Mấy cọng rau muống mà nhìn nó bóng lên luôn ha, mà mình đi lặt mà nghe cốc 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 luôn á, muốn vậy nó mới ngon. Với nấu bún nước lèo á thì ở đây mình cũng có thêm cái bịch mắm cá chốt nha. Này cá chốt lát mình cho vô thêm tí xíu cho nó thơm cái nồi mà bún nước lèo á. Bên đây có thêm một cái bắp chuối à. Rồi quên giới thiệu này rồi, cái này Củ nhân là sâm hả? ngải Em tưởng củ nhân sâm với bún nó tròn tròn dài dài giống y chang luôn. đây cái này ngải bún nha, để lát cái mình cho vô. Dưới đây có sả nữa. Giờ cái này mình bầm mấy cái hành tím nè với tỏi á với ớt để lát cái mình cháy cho nó thơm. Bữa nay làm nguyên cái nồi bún nước lèo ngoài đồng luôn nha. Nó ra ngoài đồng luôn nha nè. Dưới đây có hái thêm, mình tuốt mấy cái tàu lá dừa nè, lát làm cái mình chẻ cái rau muống ra mình ăn chung với bắp chuối thì mình lát mình xắt ra cho vô cái thau nước này. Anh nói tiếng đẹp quá. Bông đẹp ha. Dạ. Dưới chỗ mình á là mình thấy có hai cái loại bông súng nha. Cái bông súng tím này với bông súng trắng, mà mình thường hay hái á, mình thích cái bông súng tím này hơn, nó đẹp hơn, với cọng của nó mập nữa. Còn cái hàng bông súng trắng nó nhỏ, cọng nó nhỏ xíu à. Này cái nụ nó chưa nở ra, nở ra đẹp lắm. Này chắc cái nhị nó màu tím luôn á, chứ không phải nhị vàng. Không, cái nhị nó màu vàng. Nhị cái nhị vàng, mấy cái cánh trong đây thì màu màu đỏ, nhị nó thế màu à? vàng, thấy không, nhị tông màu vàng nó chưa rõ hết á. Ở đây á thì mấy cái ngải bún á mình có rửa sạch rồi nè. Cái ngải bún này bây giờ mình cho vô mình đâm nó hơi dập dập nha, để lát cái mình bỏ vô cái nồi nước lèo. Bún nước lèo là phải có ngải bún nha. Rồi cái này nó còn sống nè. Đâu, nói cái tên nó ngải bún là nó phải bún ra chứ. Nó thơm thơm, cái mùi tựa tựa như củ nghệ, củ gừng vậy, nó hơi thơm thơm. Ăn sống được không anh? Cái này anh không biết, cái này đâm dập dập thôi để anh cho ra cái tô. Cho nó vừa vừa hả? Ra cái tô lát cái mình cho vô cái đấy. Thơm quá, cái mùi thơm nhà nhà. Thơm thơm ha. Ừ. Biết sao không, gió thổi thơm á. Đúng rồi, nhờ có gió hỏi nè. Rồi. Cái này mình đem dập dập thôi. Với bên đây á thì mà ở đây mình có chẻ cái rau muống nè với cái bắp chuối mình bào ra để lát cái mình ăn chung nha. Còn mớ này lát mình chẻ tiếp. Rồi giờ qua bắt giùm anh cái bếp đi. Để em Đi. chạy qua nha, em bỏ xuống từ từ hay là bỏ chạy luôn. Bây giờ để mình qua mình bắt cái bếp á, lên cái mình nấu nước cho sôi rồi để mình cho mấy cái này vô. Ở đây á thì cá mình cũng có cắt ra khúc khúc vậy nè. Mình giờ mình cho vô mình nấu để mình lấy cái nước cho nó ngọt nha.
cái nước nó cũng sôi nè. Mình bỏ mấy cái sả vô á cho nó thơm. Rồi vô luôn. Để đây chín rồi cái mình vớt ra nha. Mấy con cá nó cũng chín hết rồi nè. Giờ để mình vớt ra nha. Vớt nó ra thôi chứ không có cho nó ra nha. Vớt nó ra. Đó, nằm qua đi, nằm yên đây nha. Cá này ở bự á, cái mình nấu nó hơi lâu tí xíu nha. Ôi cái khứa. Khói. Đây chín rồi đó. Rồi, nằm im đây nha. Để đánh bàn đi. Ở đây mình luộc mấy con tôm luôn nha. Đây cái nước này mình luộc. Thơm mùi xả quá. Thơm mùi xả hả? Với anh bỏ tôm vô là thơm mùi tôm đó. Đấy, nó đỏ hết rồi nè. Để ở đây mình cho tí muối vô nha. Tí thôi. Chút mình im lại. Cho tôm chín ra em vớt rồi. Mấy con tôm á nó cũng chín hết rồi. Bây giờ mình vớt ra. Ngồi nó lội qua đây nữa rồi. Cái nồi rộng quá cái nó lội qua đây à. Có chia cho em trước một con không? Nè. Cho con bự luôn nè. Nè. Đây. Nghe chưa? Đó. Rồi. Ở đây á thì mình cho thêm cái mắm vô á, để cho nó thơm nha. Ở đây mình cho thêm cái ngải nãy mình nâm dập dập nè. Cho vô mình nấu. Chưa, để nêm nếm nữa. Màu hấp dẫn quá. Chưa lên màu đâu, anh cho này mới vô lên màu nè. Ở đây mình cho đường nha, dính cục luôn. Với bột ngọt. Để cho nó sôi lên đi. Sôi lên cái mình nêm lại. Nhìn giống mấy con ốc móng tay quá ha. Ừ. mấy củ nhân sâm. Vớt mấy cái bọt này để cho nó trong cái nước. Rồi. Cái nồi á mình cũng có nêm nếm rồi, với mình cho thêm mấy cái nấm vô nè. Giờ mình múc vô tô nha. Mắm nó cháo quá. Ừ. Cái nó thơm cái mùi ngải bún á. Đây mình trộn cá. Rồi đứng ngay hướng chó nó đẩy rồi nữa. Đây. Hít vô nước ngay luôn. Cái này mình cho bún với rau muống trẻ với bắp chuối. Với thêm mấy cọng bông súng nè. Bún nước leo. Hấp dẫn á. Cho nước hơi nhiều. Đây, lên. Rồi. Cái bún nước lèo á, mình cũng có cho vô cái tô nè. Cái mình sạn ra nó hơi bị ấy nha. Ở đây thì mình ăn có tôm. Tôm hồi nãy mình lọt rồi nè. Với này cá lóc, này cái phần đuôi á, mình lọt da ra. Còn phần đầu mình để nha. Với ăn kèm bữa nay có rau muống chẻ với bắp chuối. Với yeah, này là bông súng. Nên là thêm hai cái bông nữa nha. Bông màu tím nha. Đó. Với bên đây có chân ớt nữa. Mình ăn với nước mắm trong. Để anh nêm nếm mấy này vô ấy. Đây, ở đây có mò ga nha, mình cho vô. Rồi gió. Rồi gió xuống đẹp tướng. Nó bay hết luôn rồi. Để anh lấy cái muỗng anh múc cái anh cho nó xuống luôn á. Mình ngồi ở ngoài ruộng á, cái gió này gió lắm. Cho thêm chén này luôn nha. Đây. Mỗi dịch đỏ hả? Mỗi dịch đỏ, cho vô luôn. Cho vậy cho đã. Rồi, em tặng này luôn nè. Không có trộn được. Để ngoài đây đi, chúc anh xin vô. Đây, để anh gấp vô nè. Hàng tôm. Tôm màu đỏ tươi rối. Cái cá này á mình ăn cái mình vẽ ra nha. Thì mình cũng có lọc da ra nè. Lọc da với bỏ cái xương đó. Xương không à? Rồi. Đây để mình giới thiệu. Ở đây là cái chén sả với tỏi với hành phi. Hồi nãy mình phi lên á cho nó vàng cái mình cho vô nha.
cho nó thơm. Có ớt nữa. Bị cắn này. Cho tôm vào. Cả cái món đó nha. Bữa nay cái món này là cái món bún nước lèo cá lóc nha. Với mình làm thêm mấy cái con tôm nữa cho ngon. Rồi. Xin mời cả nhà nha. Mình nấu vậy á, cái nước á nó ngọt lắm, cái nước cái mình nấu của con cá với con tôm á. Rồi thêm cái nữa thơm cái mùi ngải bún. Với kèm có thì mình cho thêm mắm vô nữa. Thơm, thơm cái nước ngọt. Mấy cái nào lẩu sống nhiều nhiều vậy nè, ngon cho ngon. Để anh làm thử miếng cá lóc nè. Chấm qua đây cái nè. Thịt cá lóc đó nó còn dai lắm. Thịt cá lóc nạc mỡ anh? Nạc. Cá lóc đồng á nó đâu có mỡ đâu. Với mình nấu rau lâu á, cái nó không có bị rã đâu ha. Nó mấy cá lóc kia nó rã rồi ha. Ừ, mấy con nó muốn à. Xanh gì nó ngon. Hành tím với tỏi á, mình phi lên và mình cho vô ăn nó thơm mùi xả nữa nha. Hết sảy luôn. Có thể tắt nè, để nè. Ăn gì đi chợ đó nha. Bữa nay nấu cái nồi bự à. Mấy cái cọng lông muống á mà mình để tới giờ nó còn giòn. Rồi em đi chợ á. Ý à. Nó còn sống á. Làm nguyên miếng nè. Nhiều vậy? Còn không? Dưới đây nè. Tại mấy con tôm nằm lên đè xuống á. Còn dưới đây nè. À, mời cả nhà dùng nha. Nồi ở chỗ này á, cái cây nó bay bay cái lá, cái lúc sáng rồi lúc tối không ấy nét kịp. Bữa nay á mình bữa nay mình hái mấy cái bông súng này nè, cái cọng nó mập, mấy cọng về chấm bóng kho ngon nè. Ăn thử không? Lấy ăn thử đi cho cái nè, cái nhị đó ăn cho em gửi đây em xế lên nha. Cô em dò viên quá trời luôn. Với lại á mình nấu bằng cái nước cá,
cái nước nó ra nó ngọt lắm. Với cho thêm mắm á, mắm cá chóp vô, mình lượt ra từng miếng. Ngon á. Anh biết sao ngon rồi nè, biết sao không? Làm trễ giờ đói bụng rồi, ăn ngon. Có ra bông súng rồi với rau muống rồi với bông chuối rồi, ăn ngon giòn. Có tôm này nghe. Dạ. Với lại cái đầu của con cá lóc á, mình ăn xong mình trước khi mình đem lên á, mình có nhúng qua cho nó không có bị tan nha, cho nó nóng rồi. Nước ngon không? Dạ. Nước này anh nấu anh để có để xả nữa, anh nó không có mùi gì của cá. Bữa nay mấy tôm? Nay làm hết luôn. Hết luôn. Mấy cọng cọng bông súng á, mình chẻ ra nghe, mình chẻ ra mình để trong cái nước nó cong à, nó cong giống như muốn ha. Còn cái bắp chuối á thì nó mình ngâm á nó trắng, nó còn trắng. Nó muốn này mình thấy non, nó vừa mềm mà vừa giòn. Mấy chỗ kia sạch thuốc hết rồi đâu còn không? Có chỗ đó sao nó non chèo luôn. Như lại cái này mình thích ăn cái rau muống kinh hơn. Cái rau muống kinh thì nó mình chịu khó mình về mình ngâm. Mình ngâm nó rồi xong cái mình ngâm với nước muối thì mình ăn. Nhưng mà cái nó ăn nó giòn. Như cái rau muống này thì nó có mủ nữa. Nay bún nước đều ngon quá anh ơi. Lấy mang cái ruột không? Hồi nãy em làm cái ruột rồi. Ngon. Dạ ngon. Sạch sạch, giòn giòn đã. Cái con cá lóc đó là cái ruột ngon nhất á. Thấy anh sơ hở là em phải làm luôn chứ sao. Rồi em làm cái mình luôn nha. Cái nhị bông súng nè. Rồi cho em cái cuốn nha. Em phải bông súng sống cái cuốn. Cái bông súng cái vậy. Cái biết sao. Cái mình bóp dập dập á, cái mình nhúng vô mắm kho. Cái hút cái nước mắm kho vô cái cọng bông súng á, ăn ngon. Bông súng này có hồng ngọt nữa.
thường thường ha, nãy ha khoảng 1-2 giờ là gió lớn, cái gần cái 4-5 giờ chiều á, cái gió thì dịu là giống như lúc đó là cái nước rộng, nước lớn vô lớn. 4-5 giờ chiều là giờ dần nó rộng nước lớn. Rồi em làm tôm luôn nha. Hết rồi nha, đó nó không có chiếu em nha. Làm tôm tôm dĩa kìa. Tôm dĩa làm được. Ngay chỗ này nó bị xương. Như mùa này mùa đông ha anh. Mùa đông gió bắc nè. Ở chỗ mình là Tết là kêu trời lạnh không à. Mình có hai mùa, mùa mưa với mùa nắng à. Quê anh hai mùa mưa nắng. Em nghe em nghe cái câu mà quê anh hai mùa mưa nắng chưa? Còn mấy cội thao có hay lắm mà quên mất tiêu rồi. Hết chưa em? Hết rồi đã. Rồi ngon khúc cá này nữa ha. Anh gấp đúng cái khúc kìa. Nó thương không ạ? Ngay cái lường á. Thôi tới đây thì mình cũng xin kết thúc video đây nha. Rồi hẹn gặp cả nhà video tiếp theo. Nhớ like và đăng ký kênh VTNam ủng hộ nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha. Tạm biệt cả nhà.